Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôn Ngọc Và trên tay mình đây là một em tai nghe đến từ thương hiệu đó chính là e Earfun Mình vừa mượn được đây nhá và Em tai nghe này sẽ trong tầm giá là 1 ,7 triệu 7 Tính ra thì nó tương đối đầy đủ các tính năng Ví rửa chống ồn chủ động này Xuyên âm sau đó là chúng ta sẽ có IPX5 Cũng như pin ấy thì rất là trâu luôn Và nếu nhiều bạn để ý sẽ thấy rằng thiết kế bên ngoài em tai nghe này rất giống một thương hiệu Đó chính là Edifier Có thể kể đến một cái tên mà nó rất giống Đó chính là Nelbert S cũng như là NB2 Pro với cơ bản ấy thì đây là một bí mật mà mình sẽ giải thích bạn trong video ngày hôm nay. Tại sao nó lại giống nhau đến như vậy? Cũng như em này, ấy, chất âm cũng như tính năng của nó như nào, có điểm yếu, điểm mạnh gì thì mình sẽ giải thích bạn trong video ngày hôm nay nhá. Để mà kể về thương hiệu Earfun này thì nghe Việt Nam hơi lạ một tí Tuy nhiên nó đã xuất hiện từ những năm 2018 rồi Và để kể ra thì đây là một thương hiệu tai nghe giá rẻ Và tập trung vào những sản phẩm mà P&P tương đối ổn Có thể kể đến đó là em Earfun Air Pro này cũng là một sản phẩm như vậy So ra thì nó còn rẻ hơn cả những thương hiệu ví dụ như xóa với luôn Còn giải thích cho lý do vì sao em Earfun Apple này lại có thiết kế giống với em Edifier Thì đơn giản thôi bởi vì đây là một sản phẩm hợp tác giữa Earfun cũng như Edifier và chúng ta sẽ có dòng chữ này ngay ở trên nắp hộp luôn. Mở ra chúng ta sẽ thấy cái dòng chữ này nhá. Và ở ngay trên vỏ hộp ấy chúng ta cũng sẽ thấy một dòng chữ đó chính là Turn by Edifier Nói chung đây là một sản phẩm hợp tác Thành ra là nó có sự giống nhau nhất định về phần tính năng Cũng như là thiết kế cũng không có gì ở lại cả các bạn ạ Nhưng có một cái lợi thế hơn ở đây Đó chính là với chiếc tai nghe Earfun Air Pro này Chúng ta so sánh với những sản phẩm của Edifier Thì chúng ta sẽ có mức giá rẻ hơn Cụ thể mức giá niêm yết của em này sẽ chỉ là 1 triệu 690 nghìn mà thôi So với cả Edifier ấy, thì mức giá của nó rẻ hơn có khoảng tầm 3 chuyến 400 nghìn gì đó Tuy nhiên để mà kể ra nếu mà so sánh về phần hoàn thiện cũng như là phần build thì mình thấy rằng những sản phẩm của Earfun nó không khác biệt quá nhiều nếu mà so sánh về Edifier Thậm chí từ những phần như kiểu là vỏ bên ngoài này mình thấy rằng chất liệu nhựa vẫn sẽ là chất liệu nhựa nhám và cho cảm giác cầm nắm rất là tốt Tuy nhiên thì mình thấy rằng nó vẫn sẽ bám một chút mồ hôi dấu vân tay Và ở đây ấy thì chúng ta sẽ có logo earphone được làm mờ đi các bạn nhé Còn lại thì những chi tiết ví dụ cổng sạc này, sóng đèn led, bàn lề vân vân Thì mình đều thấy rằng nó chọn độ hoàn thiện rất là ngon Và không hề kém cạnh nếu mà so sánh với những sản phẩm của Edifier Tuy nhiên giữa những sản phẩm của Earfun cũng như Edifier nhá, chúng ta vẫn sẽ có những sự khác biệt nhất định. Ví dụ như ở phần tai nghe của chiếc Earfun ở đây ấy, thì chúng ta sẽ chuẩn kháng nước đó chính là IPX5, trong khi đó với những sản phẩm của Edifier ấy, chúng ta sẽ chỉ có IP54 hoặc là IPX4 mà thôi các bạn nhá. Tính ra nếu mà so sánh ấy, những sản phẩm của Earfun chúng ta sẽ có khả năng nói chung là chống nước, chống mồ hôi nó tốt hơn một chút. Thêm vào đó ấy, thì với mẫu tai nghe mình đang có đây đó chính là Earfun Air Pro, chúng ta nếu mà so sánh với chiếc Edifier NB2 Pro ấy thì em này sẽ nhiều hơn mic Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 mic trên mỗi tai tính ra là 6 mic. Trong khi đó với những mẫu tai nghe của Edifier ấy, chúng ta sẽ chỉ có tổng cộng là 4 mic trên cả hai tai mà thôi. Và cơ bản thiết kế của Earfun cũng như Edifier ấy, thì mình thấy rằng nó na ná nhau và độ hoàn thiện ấy, thì cũng như vậy. Tuy nhiên ở đây thì Earfun chúng ta vẫn sẽ có những điểm khác biệt nhất định mà chúng ta sẽ phải để ý một chút. Nhưng mà bù lại những điểm khác biệt này mình nghĩ rằng nó mang xu hướng đó chỉ là lợi thế cho người dùng từ tầm giá cho đến những điểm thay đổi như kiểu khá nước chẳng hạn. Về cảm giác đeo ấy thì mình nghĩ rằng với những em tai nghe earphone này ấy, nó cũng tương tự như những tay em Edifier Cụ thể thì phần housing của nó cũng sẽ hơi to một tí Thành ra với những bạn có thiết kế hốc tay nhỏ ấy, đeo vào cảm giác nếu mà bạn đeo trong một thời gian lâu dài nha Chúng ta sẽ hơi bị mỏi phần vòng tay một tí Tuy nhiên thì mình thấy rằng ấy nếu mà với những bạn nào mà chưa từng thử đeo những mẫu tai nghe kiểu này ấy, Thì bạn có thể tìm chúng ta ra những cửa hàng chúng ta đeo thử những mẫu tai nghe Edifier ấy, Thì đeo vào cảm giác nó y hệt luôn các bạn ạ còn để nói về thiết kế tay nghe nhá thì mình thấy rằng ấy nó cũng sẽ tương tự như Airpods và đây ấy, chúng ta cũng sẽ có cảm biến dừng tháo nhạc tức là các bạn đeo vào các bạn tháo ra nhạc sẽ tự động dừng lại hoặc khi các bạn đeo vào nhạc nó sẽ tự động phát nhá còn phần cảm biến ấy thì nó sẽ ở ngay ở phần cuống tai đây khi chúng ta chạm vào ấy thì cũng sẽ có đầy đủ thao tác dừng phát nhạc này, sau next bài, sau gọi trợ lý ảo hay bật các chế độ ANC hay là Surround vân vân về cơ bản nó sẽ có khoảng tầm 6-7 chế độ gì đó và chúng ta sẽ ghi nhớ các thao tác chạm sau đó vuốt ở đây Nói chung ấy, thì hơi nhiều thao tác một tí, thành ra nếu bạn nào muốn nắm thật kỹ chúng ta cứ đọc trong quyển hướng dẫn sử dụng nhá, có khá khá ấy. Về kết nối ấy, thì những mẫu tai nghe earphone này nó cũng sẽ sử dụng chuẩn một Bluetooth đó chính là 5.0. Về cơ bản giống vẻ mẫu tai nghe Edifier NB2 Pro và cá nhân mình đánh giá thì kết nối này tương đối ổn định cũng như là mình nghe thì thấy rằng không bị đứt tiếng hay là mất tiếng khi mà chúng ta đang trong quá trình sử dụng đâu và khoảng cách của nó thì đến 15 m các bạn nhá nếu mà so sánh với cả Edifier ấy như kiểu NB2 Pro nó sẽ xa hơn khoảng tầm 5 m tuy nhiên theo nhà xuất công bố ấy, thì với những em tai nghe fan này chúng ta sẽ có một cái điểm hạn chế đó chính là các bạn sẽ không có chế độ game mode nếu mà so sánh với Edifier ấy nhá Tuy nhiên khi mình tham khảo ở một số bên ấy, họ đo được như kiểu bên rating ấy thì mình nghĩ rằng độ trễ em này nếu mà khi chúng ta kết nối với điện thoại Android hay iOS ấy, thì nó cũng sẽ ở độ trễ khoảng tầm cỡ 80 ms giây. Tuy nhiên nếu mà kết nối với PC thì độ trễ của nó sẽ nhiều hơn rất nhiều. Cụ thể cỡ khoảng tầm 215 ms giây. Và các bạn, độ chế của em này ở ngưỡng khoảng tầm 80 bi giây khi mà chúng ta kết nối về điện thoại cả Android lẫn iOS. Thành ra với độ chế này các bạn vẫn có thể chơi được những tựa game như là tốc chiến hay là PUBG Mobile. Với cá nhân mình, mình có đeo em tai nghe earphone này mình chơi những tựa game như là tốc chiến này hay là PUBG Mobile thì mình nghĩ rằng độ chế của nó vẫn ở ngưỡng cho phép và có thể các bạn chơi một cách ok ngoài ra có một điểm hạn chế nữa của em yêu fan apple này đó chính là việc nó sẽ không có hỗ trợ ăn nhé đây là một điểm hạn chế khi mà chúng ta muốn nâng cấp firmware thì bạn sẽ bị mặc định ở firmware này cũng như là nếu bạn muốn điều chỉnh eq thì em tay nghe này sẽ không điều chỉnh eq được mặc dù em này chúng ta vẫn sẽ có app ở trên CS play hay là các bạn tìm trên app store vẫn sẽ có tuy nhiên nó sẽ chỉ hỗ trợ những cái đời mới hơn mà thôi không biết là sau này nhà sản xuất ấy, họ có cập nhật thêm không tuy nhiên thì mình thấy rằng thời điểm hiện tại việc thiếu app sẽ là một cái hạn chế đối với những sản phẩm như này còn về chất âm nhá thì mình nghĩ rằng em này là một em cân bằng giữa cả ba giải mid, chép cũng như bát để mà nói thì em này nghe tạp rất là ổn luôn, nghe từ các thể loại như pop, ballad, sau đó là nghe đến những thể loại như EDM nghe cũng được luôn. Nói chung em yêu phần Apple ấy là một cái sản phẩm mình thấy rằng nó nghe phù hợp với những loại từ nhạc già cho đến nhạc trẻ, từ bolero cho đến EDM luôn. Điểm mình thích của em này ấy, đó chính là việc nghe vo cổ khá là ngon nhá, giọng ca sĩ có độ vang cũng như là độ ngân nhất định, cảm giác nghe thoải mái, nó không gần tay quá mà nó cũng không xa tay quá, cảm giác nghe nói chung là ok tuy nhiên nếu bạn bật mắc âm lượng lên nhá khoảng tầm 80 mươi cho đến chín mươi các bạn sẽ thấy rằng nghe một số đoạn nó hơi bị gắt tai một chút nhưng mà âm lượng em này thì cũng khá lớn các bạn bật cỡ khoảng tầm sáu mươi đã nghe ổn rồi còn bass em này thì mình đập có lực nhá và xuống khá là sâu luôn đấy như mình đã nói từ đầu nhá, thì em này sẽ có đầy đủ hai tính năng đó chính là chống ổn chủ động cũng như suy âm. Về cơ bản ấy thì em này mình nghĩ rằng mình đánh giá cái tính năng đó chính là ADC nó sẽ ok hơn nếu mà so sánh với phần suy âm. Cụ thể thì theo sản xuất công bố em này sẽ có khả năng chống ổn và độ ổn đó chính là 38 dB. Và cá nhân mình đánh giá thì em này khi mà các bạn đeo vào nhá với những tiếng ồn xung quanh như ở tiếng quạt này, sau tiếng gió các thứ vân vân, về cơ bản nó lọc tốt luôn và trong điều kiện bình thường ấy, mình thích em này một khoản đó chính là đeo vào ấy, bật tính năng chống ồn chủ động lên nó sẽ không bị hiện tượng đó chính chúng ta bị ù tai dây cơ bản nghe rất là thoáng luôn còn với tính năng xuyên âm ấy thì em này có một lợi thế đó chính là giọng người không bị méo đi quá nhiều nhá dây cơ bản nó sẽ cảm giác là hơi vang một tí thôi Tuy nhiên mình giảng ấy thì em này cái tính năng đó chính là xuyên âm của nó Nó chưa thực sự là hiệu quả Ngay cả khi mình bật nhạc nói chung là tương đối là bệ nhá Thì mình rằng ấy xuyên âm này cảm giác giọng người nó hơi nhỏ các bạn ạ Chưa đủ nghe Thành ra đôi lúc mình vẫn sẽ phải tháo tay nghe ra thì mình mới nghe rõ người bên cạnh họ nói cái gì được và cuối cùng là về pin nhá Thì mình đánh giá rằng ấy, Earphone Air Pro là một sản phẩm pin rất là trâu luôn đơn giản thôi bởi vì mỗi bên tai nghe chúng ta sẽ có dung lượng đến 60 mAh và thêm vật cách để chúng ta sẽ có thêm dung lượng đó trên 500 mAh và khi mà bạn sử dụng nhá với mỗi bên tai nghe này các bạn dùng mà chúng ta không bật ANC ấy, thì nó có thể trụ được cỡ khoảng tầm là 9 tiếng còn nếu bạn bật ANC rồi mỗi bên sẽ trụ được cỡ khoảng tầm là 7 tiếng về cơ bản thì đây là một thời gian dụng pin nó quá là trâu nếu mà so sánh với một em tai nghe bình thường thời gian dụng của nó sẽ chỉ cỡ khoảng tầm từ 4 đến 5 tiếng mà thôi thì em này là một thời gian dụng pin có thể coi là gấp đôi luôn các bạn ạ. Thế nên để mà tính tổng thời gian sử dụng ấy thì em này có thể đạt đến mức khoảng tầm là 32 tiếng nhá. Còn nếu mà để nói ấy, thì em này chúng ta sẽ có thời gian sạc dành cho tai nghe đó chỉ là 1,5 tiếng. Còn thời gian sạc dành cho cái đốc này ấy, nó sẽ có khoảng tầm là 2 tiếng các bạn ạ. Về cơ bản với cá nhân mình thấy ấy, thì Earphone Apple là một cái sản phẩm nó khá là ổn trong tầm giá 1 7 triệu 7 khi mà chúng ta xét về những cái tính năng mà nó mang lại Ví dụ như khả năng kháng nước IPX5 này, 6 pin châu cũng như là chất âm của nó Đây là một em tai nghe dành cho những ai thích nghe tản nhá thì chọn em này được luôn và quan trọng giá niêm yết của nó mới là 1 ,7 triệu bảy nhá còn khi mà chúng ta lên sàn cũng nhờ vào những đợt sale ấy thì mình nghĩ rằng mức giá này nó sẽ còn rẻ hơn nữa và nếu các bạn nào quan tâm ấy link mình sẽ để bên dưới phần mô tả các bạn dễ dàng tham khảo cũng nhờ chúng ta tìm kiếm với những sản phẩm mức giá của nó ngon hơn như này đặc biệt là trong các đợt sale các bạn các bạn nghĩ sao về em tai nghe Earphone Apple này một thương hiệu nó hơi lạ ở Việt Nam tuy nhiên thì chúng ta vẫn có những tính năng cũng nhờ chất âm hoặc là các bạn có thể lên những trang nước ngoài đọc cũng có rất nhiều bài đánh giá về em này luôn các bạn hãy để lại ý kiến bên dưới nhá nếu bạn đã dùng rồi còn bây giờ xin chào các bạn trong các video sau bye bye